Trời ơi, giấu ở đâu bây giờ trời. Làm sao mà để ăn cơm xong á, mở ra một cái là chồng bất ngờ á. Nhớ tay lên. Ôi trời ơi, mẹ hết hồn à. Mẹ làm gì vậy? Tang chứng giật chứng đã rõ, mẹ không cần phải chối nữa. Chối gì? Với đôi mắt trinh thám của con thừa biết mẹ đang giấu đâu. Ở đây. Trời ơi, con ơi, con bây giờ con bị lậm phim quá rồi, đưa lại cho mẹ đi. Trời ơi, mẹ ơi. Con không ngờ luôn á, mẹ dành món quà này bắt con. Ủa? 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 Quà gì vậy con? Ba ơi, ba coi nè. Hả? Cái đồng hồ mà con thích từ năm ngoái tới năm nay á, mẹ biết con không có tiền mua, cho nên mẹ đã... Trời đất ơi, mẹ tặng cho con hả? Mẹ tặng cho con. Trời ơi, cái đồng hồ nó đẹp dễ sợ luôn thôi, ba thích lắm luôn á. Mẹ mua cho con là mẹ thương con lắm á. Cảm ơn mẹ đi. Con cảm ơn mẹ, con biết là mẹ thương con lắm á. Con... Trời ơi, con nói không nên lời luôn. Tú ơi, thực ra là như vậy. Cái đồng hồ này á, thực ra nó là... Nó là... Là của con. Mẹ dành quà tặng này cho con đúng không? Không. Con biết mẹ nói không có nên lời. Không, không phải là như vậy. Chứ sao? Con hiểu sai vấn đề rồi. Sai sao không mình? Tức là không hiểu. Là sao? Không phải của con. Mẹ đừng có nói đây là món quà mẹ dành cho ba nha. Đó, sự thật nó đau lòng vậy đó con. Của ba nè. Con tại vợ, con có vợ rồi, vợ con lo cho con được mà. Mình à, nhìn con mà nó tội nghiệp quá, anh không nhận món quà đâu. Thôi mà ba, sự thật nó thường hay đau lòng vậy đó. Kể từ ngày mà bước vô cái căn nhà này, con đau lòng hoài. Tú, ba không nhận món quà này là gì? Là gì? Không phải vì con. Trời ơi, đau lòng nữa. Mình à, mình mở ra xem đi. Xem đi. Wow. Trời ơi. Đó, thấy không? Đẹp quá vậy mình. Đó. Anh nói cho mình biết, tại vì anh không nhận món quà này là gì. Anh đã mua cọng dây chuyền này cho mình rồi. Nếu mà mình mua cái đồng hồ này cho anh nữa thì nó tốn kém quá. Thôi bây giờ vậy, mình đem mình trả lại cho người ta đi ha. Thôi, không có trả được. Được. Không có trả, em đã mua rồi. Không, bây giờ trả đi, anh chỉ muốn là mình đẹp. Mình đeo cái sợi dây chuyền này mình rất là đẹp, mình biết không? Trời ơi, vợ anh mà đeo vô cái tình ấy, nó như là bà hoàng ấy. Xì, ngắt lời ba mẹ một xíu. Gì? Ba mẹ có ngửi thấy cái mùi gì không? Không quá à, có cái bếp nào bật đâu mà mùi. Cái mùi ở đây là mùi mẫn đó. Hiền ha. Chính vì cái mùi mẫn đó mà mai mốt á, còn có em đó. Ủa mà con nhớ hôm nay đâu phải là sinh nhật mẹ hay là sinh nhật ba gì đâu. Mà hôm nay cũng đâu phải là quốc tế phụ nữ, cũng đâu phải quốc tế phụ nam. Sao tự nhiên ba cũng có quà mà mẹ cũng có quà? Để nói cho nó nghe. Tức là vậy nè con. Thực ra thì ba mẹ mới vô mánh là vì cái cặp mà tụi nó mới đến thuê phòng đó. Tụi nó đặt cọc 1 năm luôn. Thiệt hả mẹ? 1 năm tiền cọc nhà luôn hả? Trời, vậy là vô mánh rồi. Quà của con đâu? Nhức đầu quá à. Sáng à, anh cũng hơi mệt thôi. Anh dìu em lên phòng ngủ đi. Thôi đi ngủ. Đi. Cuộc đời này tôi ghét nhất là sự bất công nha. Ba có quà, mẹ có quà, vậy quà của tôi đâu? Trời ơi, ông xã đẹp quá à. Cái này nè, phải công nhận là nó hợp với dáng em dễ sợ luôn á. Thấy không? Đúng không? Đúng không? Thích quá à. Anh cũng thích này nè. À, thấy không? Em lựa cho anh cái đồng hồ với nó hả? Nó men lì mà trời, nhìn nó hợp dễ sợ luôn. Không thể nào mà tả được. Không dám lấy lại luôn. Cảm ơn bà xã. Ủa sao dạ. Hai đứa vô mà không có gõ cửa vậy trơn vậy? Dạ, con gõ nãy giờ mà không thấy trả lời, con vô luôn. Dạ, vô đã gõ luôn hả? Không có gõ mình. Dạ, chào cô chú. Dạ, cô chú. Sao? Vụ gì vậy?
Vụ gì? Thì, cô hỏi em kìa, em trụ cột gia đình em nói đi. Cái chuyện này anh nói đi. Anh là đàn ông mà nói đi. Cái chuyện này cũng đàn bà nói cũng được mà em nói đi. Coi tụi nó mắc cỡ kìa. Nó mắc cỡ kìa. Nói đất ơi, sập giường hả? Trời ơi, bẽn lẽn gì có sập giường với lạnh. Mình nghĩ gì vậy? Anh điên quá, tụi nó là vợ chồng son, tụi nó sập giường thôi chứ sao? Mình nghĩ gì? Nhưng mà anh thích. Nào ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, đứa ngồi, nó ngồi được nè. Dạ, ấy đi. Dạ, bây giờ sao? Giờ có muốn tôi mua lại cái giường khác không? Dạ đâu có, giường đâu có sập. À? Ủa? Giường nằm eo lắm cô, vẫn chảy lắm. Ủa vậy thì cái màu hồng cho căn phòng á... Chắc nó không thích không rồi. Không thích hả? Đâu có chú, thích lắm. Màu hồng màu đàn ông mà. Chồng con thích màu hồng. Rồi, cô hiểu rồi. Không có ưng đồ nội thất trong đó phải không? Đổi 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 cho nó đi mình. Nếu mà muốn á thì á cô chú coi kêu bằng là làm lại phòng cho tụi con hết gì tụi con đó. Không có. Nội thất trong phòng là coi như là con thích. Đẹp lắm cô, mà xài đã lắm cô, con thích không có vấn đề gì hết trơn á. Nguyên tâm. Dạ, đẹp. Có một cái phòng nào mà tụi con vợ chồng con ở thích đến như vậy cô, dạ. Một cái phòng tuyệt vời. À, tụi nó thích có nghĩa là tụi nó muốn qua đây đặt cọc thêm một năm nữa đó mình. Trời ơi, vậy đó hả? Vậy đâu có. Tụi con muốn trả phòng. Ủa mình sao vậy? Cô. Sao mình? Ai biết đâu à, nó có nhức đầu sao đó. Không. Anh hiểu ý của mình. Mình đừng có nhức đầu, mình bình thường đi. Tụi nó ý đó là nó trả cái phòng đó, nó sang phòng khác nó ở đó. Cô còn 4-5 căn phòng trống nữa, chắc thì chọn đi con. Dạ đâu có, tụi con trả phòng dọn đi. Là dọn nó khỏi nhà luôn đó cô chú. Em ơi, vô đi. Anh chưa phát hiện tín hiệu khả nghi nào hết. Ơi, cái gì mình? Phát rồi. Trời ơi, chồng ơi. Tối hôm qua giờ em ngủ mà em gặp ác mộng hoài luôn á. Sao vậy? Em không biết nữa. Mà sáng ngủ dậy con mắt cái em nó giật hoài à. Có chuyện gì hả anh ơi? Em yên tâm. Tụi mình cải trang như vậy không ai thấy đâu. Nhưng mà đều nên nhớ, em phải không được mở điện thoại smartphone ra. Nếu em mở điện thoại smartphone ra, chúng ta sẽ bị làm gì ngay lập tức. Hiểu không? Anh yên tâm, em đã mua 2 cái điện thoại cùi bắp mới và 2 cái sim mới luôn rồi. À, chuyên nghiệp vậy? Ừ. Đúng là thám tử, hay quá. Hay quá. Dạ, tay lên. Tất cả đều bị bắt. Làm cái gì mà cử chỉ lén la lén lút, ăn mặc kín mít, đang âm mưu khủng bố đúng không? Trời ơi, chơi gì kỳ cho nội? Là hết hồn à? Hết hồn. Vậy âm mưu gì đâu? Cái này là phong cách thời trang của em thôi. Phong cách thời trang cái kiểu gì mà chùm kín mít vậy? Đeo khẩu trang là sao? Thì bụi cũng phải đeo khẩu trang thôi. À. Nói cho tôi biết, hai người đang âm mưu chuyện gì? Nói. Nếu như anh biết lai lịch của tụi em, chắc chắn anh sẽ không toàn hay đâu. Ghê lắm. Chồng, đi. 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 Đợi anh chút. Anh ra anh điều tra trước tình hình, rồi anh quắt em theo. Ok. Ok. Cải trang. Ủa, chào chị, mời chị ngồi. À, chị uống cái gì để tôi làm luôn. Nước non để sao? Ông anh làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây có ai tên là Phong không vậy? Ý chị hỏi là trong nhà tôi có ai thuê là tên Phong không hả? Dạ. Đúng là có Phong, nhưng mà không biết là cái cậu thanh niên nó có phải người chị cần tìm không? Dạ, thằng Phong nó có vợ tên là Mai đó anh. À, Mai. Xin lỗi. Xin lỗi chị, ở đây không có ai tên là Phong và cũng không có ai tên là Mai hết. Không có hoàn toàn. Tôi mới nghe có. Ông anh nói có. Ăn về bà chị nói không? Là sao? Mình bị sao vậy? Đau mắt hả? Đi nhậm mắt. Dạ. Xin lỗi chị là ở đây không có một người nào tên là Phong và Mai hết. Rõ ràng có tiền thì thấp tự tư nói ở đây mà tại sao kỳ vậy ta? Rất tốn nhiều tiền. Chị, gia đình tôi là một gia đình rất là có văn hóa, tức là được khu phố Phong tặng là gia đình văn hóa. Chúng tôi rất là hiền lành lạc hậu, vợ chồng chúng tôi chỉ buôn bán đắp đổi qua lại. Đừng. Trời ơi, giang hồ mất hàng. Đừng, chị đừng.
chị đừng bóc cái gì ra hết. Trời ơi, trời ơi, chúng tôi hiền lành quá mà chúng tôi có làm cái gì ác đâu. Sao bóc hàng ra làm chi vậy? Trời ơi, chuyện gì mình? Trời, mình không hiểu hả? Mình nói đây là người phụ nữ, người phụ nữ này là mẹ Hằng Phong. Hả? Tôi nói gì? Thì tôi là mẹ Hằng Phong. Hồi nãy tôi định lấy cái điện thoại cho anh chị coi cái hình cưới tụi nó. Mà anh chị biết tôi tức lắm. Tụi nó mới vừa cưới nhau thôi à, mà nó nghe lời con vợ nó dọn riêng ra đây là thuê nhà anh chị ở. Hỏi cho anh chị có tức không? Mà chị nghĩ sao nhìn mặt tôi chị nói tôi là giang hồ rồi móc hàng ra gì á? Hả? Mà có hiền lành cái gì mà hiền hơn mình đó mình. Xin lỗi chị, xin lỗi chị, cho mặt đầm để anh không để ý. Vợ luôn luôn bên ta, ta khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè, nào thì cha xét như hoàng thương.